Kính thưa bà con cô bác, hôm nay tôi xin gửi đến bà con cô bác xa gần hai bài viết. Một bài viết là Đêm Noel vùng dậy tại suối máu. Và bài viết thứ hai nói về ông Võ Văn Sáu là công an Việt gian cộng sản. Hai bài viết tôi sẽ gom chung lại và tôi để cái tựa đề là Sự thật về câu chuyện có một Việt cộng nằm vùng. Bài này tôi đọc để cho quý vị bà con cô bác nghe cho biết phần nhận xét dành riêng cho quý vị khán giả, còn tôi không có ý kiến. Đây là bài Noel vùng dậy tại suối máu của tác giả Võ Văn Sáu. Cuộc biểu tình bất bạo động của hơn 10.000 tù nhân chính trị được gọi là học tập cải tạo diễn ra trong đêm Giáng sinh 24 tháng 12 1978 tại trại tù Suối Máu, Tân Hiệp, Biên Hòa, được anh em tù nhân chính trị gọi là Đêm Noel vùng dậy, là một sự kiện lịch sử đánh dấu một biến cố rất đặc biệt chưa từng xảy ra trong các trại tù cộng sản từ sau tháng 4 năm 1975 cho tới thời điểm đó. Nó đặc biệt là vì cuộc tranh đấu nổ ra rất bất thần, đồng loạt, phối hợp nhanh chóng và quy mô trên toàn thể 5 trại K1, K2, K3, K4 và K5, mà trong đó yếu tố tôn giáo đã được dùng làm ngòi nổ. Biến cố Đêm Noel vùng dậy, mặc dù rất ngắn ngủi, chỉ diễn ra trong vòng vài tiếng đồng hồ trong đêm 24 tháng 12 năm 78, nhưng nó đã đánh động đến tận bộ đầu não của bọn thống trị cộng sản ở miền Nam. Công an võ trang, quân đội và lực lượng chiến xa của tỉnh Biên Hòa đã được huy động tới bao vây trại để chuẩn bị đàn áp, cho thấy tầm mức và ảnh hưởng của vụ này nó quan trọng như thế nào. Nhằm ghi lại biến cố trên đây cho thật đầy đủ, để lưu lại hậu thế, sau khi tới Mỹ định cư qua chương trình HO đợt 2 cuối năm 1990, chúng tôi, tức kẻ viết bài này, đã mất nhiều năm cố gắng liên lạc với các bạn tù hiện định cư tại Mỹ và Úc để gom góp, đúc kết mỗi ngày thêm đầy đủ. Và bài viết này đã lần lượt ra mắt bạn đọc trên tờ Góc Gió số 49 tháng 12 năm 1997, kế đến tờ Tuần Báo Quê Hương của cô Đoan Trang ở San Jose, Cali, và sau cùng là tờ Lập Trường của ông Hồ Anh Tuấn ở Nam Cali. Chúng tôi rất vui mừng là đã được nhiều bạn đồng tù ở khắp nơi bổ sung thêm cho tới nay coi như đã tạm đủ. Cái khó khăn cho cá nhân chúng tôi là một nhân chứng quan trọng trong chuyện dưới cái tên là anh Sáu Hồ Hởi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cái tôi không bị coi là tự đề cao mình. Biến cố Đêm Noel vùng dậy là công của tất cả các anh em trong ban hành động liên ca, còn chúng tôi. Sáu Hồ Hởi chỉ đóng góp một phần tác động nên biến cố đó. Đôi dòng mở đầu. Sau khi xé bỏ Hiệp định Hòa bình Pale 1973, Cộng sản Bắc Việt xua gần như toàn bộ lực lượng võ trang chính quy vượt sông Bến Hải vào cưỡng chiếm miền Nam, buộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa phải đầu hàng vô điều kiện vào ngày 30 tháng 4 năm 75. Bọn Cộng sản Hà Nội qua công cụ Mặt trận Giải phóng miền Nam cho lùa tất cả quân cán chánh Việt Nam Cộng Hòa vào các trại tập trung dưới chiêu bài học tập 15 ngày, để rồi trở thành những người tù khổ sai không bản án sau đó. Có điều thật mỉa mai, bọn Cộng sản biện minh cho việc bắt nhốt này đại khái rằng vì quá trình cộng tác với Mỹ ngụy lâu năm, các anh đã gây ra quá nhiều nợ máu đối với nhân dân. Cho nên bây giờ nhân dân rất căm thù các anh. Để bảo toàn sinh mạng cho các anh, đảng và nhà nước phải tập trung các anh vào đây để các anh khỏi bị nhân dân trả thù giết hại. Đợi khi nào nhân dân ở bên ngoài được đảng và nhà nước giáo dục học tập tốt, hết còn căm thù các anh nữa, chừng đó các anh sẽ được lần lượt cho về an toàn. Rồi sau đó chúng lại đổi giọng. Vì các anh là viên chức, sĩ quan được Mỹ nuôi dưỡng, thuộc thành phần ăn bám xã hội, không biết lao động để kiếm sống,
Do đó, Đảng và nhà nước phải rèn luyện cho các anh biết thế nào là lao động là vinh quang, để sau này trở về nhà có thể tự lao động làm người có ích cho xã hội, nuôi vợ, nuôi con. Và trong lúc anh em đi lao động, đồng bào thường ném bánh mì, bánh tét, trái cây cho các anh em. Bọn cán bộ bèn tịch thu hết. Chúng giải thích: Ê, các anh đừng có tưởng nhân dân thương các anh đấy à. Không đâu, nhân dân thù các anh lắm. Coi chừng nhân dân bỏ thuốc độc vào đấy để hại các anh đó. Cách mạng có bổn phận phải bảo vệ các anh. Nếu có anh nào ăn trúng độc chết thì cách mạng làm sao trả lời với nhân dân. Đặc biệt là phải ăn nói làm sao với vợ con các anh. Toàn là những giọng điệu giả nhân giả nghĩa của cái giống hồ ly tinh. Khởi đầu khi vào trại, chúng cho học tập cái gọi là chính sách 10 điểm của chính phủ Cộng hòa miền Nam, áp dụng cho các vùng vừa mới giải phóng, như ở Huế, Đà Nẵng. Lời lẽ trong đó tỏ ra rất ôn hòa, ngon ngọt, rất cách mạng, có thể làm yên tâm nhiều người, như những người vì không biết cách mạng mà chống lại cách mạng thì không có tội tình gì cả. Những người đã chịu trình diện giao nạp vũ khí sẽ được cách mạng khoan hồng. Chữ khoan hồng luôn luôn được nhắc đến một cách trịnh trọng. Nhưng độ nửa tháng sau, chúng cho phát động một chiến dịch học tập 10 bài gọi là chính trị căn bản. Cụ thể như ở trại tù Long Khánh, mỗi bài mang một nội dung như Đế quốc Mỹ, kẻ thù số 1 của dân tộc Việt Nam, ngụy quân, ngụy quyền là do Mỹ nặng ra, chủ nghĩa cộng sản bách chiến bách thắng, vân vân. Sau mỗi bài học, từng tổ học viên phải tiến hành việc thảo luận, phân tích, đào sâu, tán rộng. Những điểm trọng yếu phải thảo luận cho thật đạt yêu cầu. Có nghĩa là phải liên hệ đến chính bản thân mình làm tay sai cho đế quốc Mỹ. Phải thành khẩn khai báo những tội ác của bản thân. Trong cái gọi là quá trình tham gia làm lính đánh thuê cho Mỹ, người nào không chịu khai hay chưa thấy được tội ác của mình thì đã có cán bộ quản giáo Việt Cộng gợi ý giùm ngay tại chỗ. Để học tập cho có kết quả tốt, hầu được cách mạng sớm cho tha về, như những lời hứa hẹn trước khi bắt đầu học tập. Những điểm gợi ý đó cho thấy bất cứ ai đã cầm súng đánh thuê cho Mỹ thì dù chỉ một ngày thôi cũng đã là có tội đáng chết rồi. Thí dụ như, một, đối với một anh chuẩn quý truyền tin mới ra trường, chưa từng lâm trận mạc, không chịu nhận mình có tội chi cả. Quản giáo bèn gợi ý, anh là một sĩ quan truyền tin mà không có tội à? Vậy chứ ai đã gọi máy bay B-52 tới để ném bom tàn sát quân cách mạng, bắn giết đồng bào, tội của anh nặng lắm. Hai, đối với anh sĩ quan mới ra trường, gốc giáo chức được biệt phái trở về dạy học, cũng khai không có tội. Quản giáo lại gợi ý, Bác Hồ có dạy rằng vì ích lợi 10 năm trồng cây và vì lợi ích trăm năm trồng người, chính anh đã nhồi sọ cho các thiếu nhi công thù cách mạng, lớn lên chúng sẽ xung phong đi lính cầm súng chống lại cách mạng. Thế à, mà anh à, dám bảo rằng anh không có tội à? Ba, còn đối với một ông sĩ quan quân nhạc, cũng khai rằng không có tội cầm súng chống lại cách mạng, quản giáo cũng gợi ý. Này nha, anh mới là kẻ có tội nặng nhất. Anh thuộc lính tâm lý chiến, sáng tác nhạc kích động căm thù cách mạng cực kỳ phản động. Chính bọn tâm lý chiến đã thổi kèn trước đế quốc Pháp rồi trước đế quốc Mỹ xâm lăng đất nước ta. Tất cả những lời nhận tội phải được ghi vào bản thu hoạch cá nhân từng người và kết quả của mỗi bài học. Người nào cũng phải nhận là có tội. Và điều quan trọng nhất là để chứng tỏ lòng thành khẩn của mình, mỗi người phải tự giác viết ra câu này. Xét vì tội của tôi quá nặng, tôi xin tình nguyện học tập lâu dài cho đến khi nào được cách mạng xét thấy có tiến bộ cho về thì tôi mới về. Những ai không chịu viết như vậy tức là chưa thành khẩn. Tổ học tập bắt buộc phải đấu tranh quyết liệt với các phần tử còn ngoan cố. Cán bộ quản giáo cũng sẽ đấu tranh với đương sự, sẽ cho hưởng phần ăn xê, không cho viết thư và nhận quà tiếp tế, bị gọi lên trình diện cán bộ giáo dục vào lúc nửa đêm. Cách mạng sẽ kiên trì đấu tranh cho đến khi nào đương sự chịu tự giác tội lỗi của mình mới thôi. Thường thì không mấy ai không tự giác cả. Bọn Việt Cộng đã thành công lớn, rõ ràng chúng ta, những người tù nhân chánh trị đã tự chui đầu vào chiếc dây thần lỏng. Chúng ta đã tình nguyện ở tù, chứ có Việt Cộng nào bắt buộc đâu. Quốc tế có lý do gì can thiệp vào.
Sau đợt học tập 10 bài, mỗi tuần một bài, anh em tù được nghỉ xả hơi sau 2 tháng rưỡi thần kinh thật căng thẳng tột độ. Cô anh trong lúc liên hệ tội ác của mình đã không chịu đựng nổi mà phải bật khóc òa lên như đứa trẻ. Đó cũng là hình thức tẩy não, nhồi sọ và khủng bố tinh thần thật tinh vi của Cộng sản. Tiếp theo, chúng cho học tập cái gọi là chính sách 12 điểm của Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Trong đó có một điều khoản khá mập mờ rằng, sau 3 năm học tập, những ai tỏ ra có tiến bộ học tập tốt, lao động tốt, sẽ được tha về sum họp với gia đình. Còn những thành phần ác ôn có nợ máu với nhân dân, không chịu cải tạo sẽ bị đưa ra tòa án xét xử. Kết quả, tại trại Long Khánh, chỉ có một số nhỏ hạ sĩ quan kể cả cấp chuẩn úy và một vài anh nằm vùng hoặc có thân nhân cách mạng, bảo lãnh được thả về. Số còn lại được thanh lọc, chia ra nhiều thành phần tội ác khác nhau, rồi biên chế đưa đi nhiều trại khác từ Nam chí Bắc. Khi mới vào trại tập trung, phần đông anh em nghĩ rằng Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam có chủ trương trung lập được quốc tế thừa nhận qua Hiệp định Paris năm 73. Và qua việc học tập chính sách 10 điểm của Chính phủ Cách mạng miền Nam Việt Nam, anh em đều nghĩ rằng vì nhu cầu ổn định tình hình lúc ban đầu, cho nên việc tập trung anh em lại là cần thiết trong một thời gian 3 đến 6 tháng hay một năm là nhiều. Nhưng nay, qua bài học chính sách 12 điểm, lần này anh em đã nhận ra ý đồ của Cộng sản. Tất cả anh em đã bị lừa và dứt khoát không còn tin Cộng sản nữa. Mầm mống chống đối bắt đầu bằng các cuộc trốn trại, cũng như các cuộc phản đối tiêu cực. Cho thấy chính sách học tập cải tạo của Cộng sản đã thất bại hoàn toàn. Biết bao nhiêu công lao tuyên truyền, dụ dỗ, nhồi sọ, tẩy não đủ cách, đủ kiểu. Nhưng hàng trăm ngàn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa chẳng có một anh ngụy nào chịu tiến bộ, chạy qua hàng ngũ cách mạng cả. May ra có một vài tên cùi hủi như đại quý Bùi Đình Thi hay nhạc sĩ Vũ Thành An là những kẻ đã đánh mất lương tri, phản bội, cam tâm, làm chó săn cho bè lũ Việt gian Cộng sản. Vào giữa năm 1977, một số anh em thuộc thành phần ác ôn chúng tôi bị biên chế đưa đến trại tù Long Giao T11. Những tác động tâm lý đưa đến đêm Noel vùng dậy. Vào đầu năm 1978, Việt Cộng ráo riết chuẩn bị lực lượng để xâm lăng cao nguyên. Tại Long Giao, chúng dồn các tù nhân chính trị ở các trại T11, T12, T13, qua hai T14 và T15 để lấy chỗ đưa binh lính và thường dân người Khmer bỏ chạy khỏi chế độ Khmer Đỏ. Đồng thời, chúng tuyển lựa các thanh niên Khmer thành lập lực lượng quân đội Khmer chống Khmer Đỏ do Trung tá Hen Somrin chỉ huy. Sau đó, ra Tết năm 77, các tù nhân chính trị bị phân tán hết, lớp ra Bắc, lớp đi Xuyên Mộc và lớp đi Hóc Môn. Cá nhân tôi, sáu hồ hởi ở trong số anh em đi Hóc Môn. Tới Hóc Môn gặp ngay nhà thờ Phan Lạc Giang Đông, được Việt Cộng cho làm nhà trưởng nhà 16. Gặp nhau, Đông mừng lắm, nói ngay, anh Sáu làm gì mà cán bộ trại bảo anh Sáu là phản động, bảo Đông phải theo dõi anh đấy. Tôi kể lại cho Đông nghe. Tuần sau, Đông lại tiếp tay tên phản động Sáu Hồ Hợi. Hàng đêm tụ tập anh em lại để cho Sáu Hồ Hợi nói chuyện. Có một số anh em nghi ngờ Đông làm anten vì được Việt Cộng tin tưởng cho làm nhà trưởng. Điều này sai, bọn Việt Cộng cho Đông làm nhà trưởng là vì chúng biết Đông có ông anh là Đại quý Phan Lạc Tuyên, tham gia đạo chánh học 11 tháng 11 năm 60, bỏ chạy qua cao nguyên rồi theo Việt Cộng. Năm 1975, Tuyên mang chức đại tá Việt Cộng trở về Sài Gòn. Nếu Đông là anten thì tại sao Đông còn tiếp tay phản động Sáu Hồ Hởi? Đông đã mất tại Seattle cách đây mấy năm. Rồi qua tháng 8, 1978, chúng tôi lại bị biên chế đưa tới trại tù Suối Máu ở Tân Hiệp thuộc K1. Trong 3 năm đầu, từ 75 đến gần cuối năm 78, tức từ khi vào trại Long Khánh cho tới Suối Máu Tân Hiệp, đều do quân đội chính quy miền Bắc Việt Cộng thuộc binh chủng pháo binh và phòng không và mặt trận giải phóng miền Nam phụ trách giam giữ tù. Nhưng tới tháng 10 năm 78 thì lực lượng quân đội bàn giao quyền kiểm soát lại cho công an, anh em gọi là tụi bò vàng. Tại trại Suối Máu, trong lúc giao thời, bọn công an mới tới chưa nắm vững tình hình trại tù nên còn thả lỏng.
nhất là chưa nắm được thành phần nhân sự các tù nhân chính trị, cũng như chưa thiết lập được bộ máy an ninh chìm, cho nên tình hình sinh hoạt anh em trong trại rất cởi mở. Hàng ngày anh em từ trại này chui qua trại kia tấp nập. Trại tù Suối Máu ở gần nhà ga xe lửa gồm có tất cả 5 trại, gồm K1, K2, K3, K4 và K5, dính liền nhau kết thành hình chữ nhật, ngăn cách bởi hai chỗ có 3 hàng rào kẽm gai. Mỗi trại nhốt trên dưới 2.000 tù nhân chính trị. Xung quanh là vòng đai 3 lớp kẽm gai và concertina rất kiên cố. Mỗi góc đều có chòi canh cẩn mật, doanh trại bọn cai tù ở vòng đai ngoài. Sau giờ hành chánh, bọn quản giáo ra về, các cổng trại đóng lại. Anh em tù nhân chính trị bên trong được tự do thoải mái đi lại. 1. Tổ chức thông tin tuyên truyền. Cũng trong dịp này có nhiều tin tức từ bên ngoài lọt vào qua các thân nhân thăm nuôi, thật hấp dẫn. Như Liên Hiệp Quốc lên án việc cộng vi phạm nhân quyền và đòi phóng thích tất cả tù nhân chính trị đang bị giam giữ, đồng thời cho các tù nhân chính trị được tự do đi định cư tại các nước Tây Phương và Hoa Kỳ. Các nước Tây Phương và Hoa Kỳ sẵn sàng đón nhận và cho tái định cư các gia đình tù nhân chính trị. Mặt khác, Trung Cộng là một thành viên giám sát của hội đàm Paris về Việt Nam cũng áp lực đòi Việt Cộng thả tù nhân chính trị mà họ gọi là các nặng kiều. Những tin tức trên đã làm bừng lên không khí sinh hoạt trong các trại tù cộng sản. Anh em tù tin tưởng rằng ngày tự do đã gần kề. Nhằm thu thập các tin tức, các anh em tù nhân chính trị đều dặn dò gia đình nên thu thập những tờ báo Anh ngữ, Pháp ngữ hay Hoa ngữ dùng làm giấy gói quà thăm nuôi. Anh em chuyển các tờ báo đó cho các bạn sành Anh, Pháp hay Hoa ngữ dịch ra tiếng Việt, sau đó tổng hợp lại rồi phổ biến đi các ca. Có mấy anh em sĩ quan truyền tin được bọn quản giáo đưa nhờ sửa radio. Khi sửa xong không giao ngay mà cứ kéo dài thời gian để lắng nghe đài VOA, đài Úc, đài BBC, rồi cũng đúc kết tin tức đem phổ biến toàn các ca. Ngoài ra, lợi dụng bọn quản giáo đưa rất nhiều radio hư vào để lấy bộ phận thay cho radio của chúng. Anh em sửa lại rồi tháo rời từng bộ phận đem để ngoài chuồng gà, mỗi nơi một món. Tối anh em đem ráp lại nghe tin. Tại K1, anh em có tổ chức các toán du thuyết hàng đêm xé rào qua các ca khác để thuyết trình tin tức thời sự nóng bỏng, xuyên qua các tin tức đã thu thập được, hoặc bàn về Hiệp định Geneva 54 và Hiệp định Paris 573. Các diễn giả gồm có luật sư Dương Cử, Trần Xuân Rỉnh, Võ Văn Sáu, tức Sáu Hậu Hợi, Trung úy Hải Quân. Các buổi nói chuyện thường thu hút rất nhiều anh em, nhưng riêng Sáu Hậu Hợi, các buổi nói chuyện thường lôi cuốn rất đông anh em và vô cùng sôi nổi. Có một lần vào buổi sáng Chủ nhật, khi Sáu Hậu Hợi đang nói chuyện tại K4, thì bọn công an ùa vào định bắt Sáu Hậu Hợi. Lập tức, hàng trăm anh em K4 tạo thành một vòng đai cản trở bọn công an để vài anh em bảo vệ Sáu Hậu Hợi kịp chui rào qua K5, rồi từ K5 chui về K1. Đặc biệt, mỗi khi Sáu Hậu Hợi định đi tới ca nào sinh hoạt, thì luôn luôn có một toán anh em đi trước mở hàng rào và dò đường, cũng như thông báo để anh em tập trung lại. Ở đây, chúng tôi xin nói rõ về cái tên Sáu Hậu Hợi. Cái tên Sáu Hậu Hợi được anh em đặt cho tôi từ trại Long Giao. Chẳng là hàng đêm có mấy anh em thường cùng tôi như Nguyễn Thế Thăng, đi qua các nhà khác gặp gỡ các anh em để nói chuyện về thời sự và chính trị. Trong số này có cả nhà văn Dương Hùng Cường. Mỗi lần nói chuyện số anh em càng đông, có khi lên tới hơn 20 người. Các anh em rủ nhau, hãy tới nghe anh Sáu nói chuyện, Hậu Hợi lắm, và đặt tên luôn là Sáu Hậu Hợi. Có anh phản đối như bạn Đinh Cẩn Cấp và Lê Quang Bé, mình nên gọi là anh Sáu vui vẻ, tên Sáu Hậu Hợi nghe giống như tiếng của Việt Cộng lắm. Nhưng anh em không chịu, nói rằng gọi cái tên Sáu Hậu Hợi tụ Việt Cộng nó sao không để ý, không nghi anh Sáu Hậu Hợi là phản động. Thế là từ đó chết luôn cái tên Sáu Hậu Hợi, nghe cũng vui vui. Thực ra hai chữ Hậu Hợi là tiếng nói của giới bình dân Nam Bộ, chứ không phải là từ ngữ độc quyền của Việt Cộng. Con ở miền Nam nè, từ nhỏ lên tới năm 75 đâu có ai xài tiếng Hậu Hợi, Việt Cộng vô mới có. Chiến dịch diệt Anten được châm ngòi từ K5,
nguyên nhân bùng nổ như sau. Nhân khi bọn công an vừa vào tiếp thu trại, chúng liền cho mở tất cả các nhà giam Connect, thả hết anh em đang bị kỷ luật. Trong số này có đại quý Ngô Quốc Việt, phi công L-19 chuyển qua an ninh quân đội. Hầu hết những anh em bị giam Connect thở ra đều kiệt sức đi không nổi, phải nhờ bạn bè dìu về trại. Bạn thân của đại quý Việt là trung úy Trần Mạnh Tôn. Thấy Việt thân hình quá tiều tụy, một mặt Tôn kêu gọi anh em gom góp các loại thuốc men cần thiết và nhờ anh Mạc Địa Phong có nghề chăm cứu săn sóc cho Việt. Nhưng trước hết anh em dìu Việt ra giếng tắm, vì từ lúc bị giam cầm có tắm rửa gì đâu. Trên đường tới giếng đột nhiên Việt chỉ tay hô lên, ê thằng đó nó bán tàu. Nhìn theo tay chỉ, Tôn chạy lại chỗ có vài anh đang đứng và hỏi một tên, ê phải bạn bán Việt vào Connect không? Rồi cũng chẳng cần sự trả lời xác nhận có hay không. Tôn ra đòn tối bụi, các bạn chung quanh thấy vậy cũng ồ vào đánh hội đồng. Giữa lúc ấy bất thần có tiếng quát của tên công an trên vọng gác gần đó. Các anh kia làm gì mà đánh người thế? Một anh bạn nhanh trí trả lời. Báo cáo cán bộ thằng này ăn cắp gà, chúng tôi đánh nó. Tên công an nghe nói thế nói. Ăn cắp gà hả? Ừ, đánh thêm mẹ nó đi. Sau đó anh em K5 hăng máu quay về trại lùng các tên Enten khác trừng trị luôn. Khoảng một giờ sau, anh em bên K1 nghe tiếng nhốn nháo bên K5 bèn chạy ra hàng rào hỏi thăm. Rồi như một cơn nước lũ làm tràn đê, K1 và các ca khác, anh em tự động thành lập ra các ban hành động để trừng trị bọn Enten phản bội. Thành phần ban hành động các ca như sau. Trại K1, trưởng ban Trần Đình Ngọc, đại quý Dụ, Nguyễn Ngọc Tiên, trung úy khóa 22 Đà Lạt, Nguyễn Văn Đại, đại mập, thiếu úy không quân, Nguyễn Thành Trạng, trung úy hải quân, Nguyễn Văn Xuân, tức Xuân Đại Liên, vì mỗi lần mở miệng là tuôn ra một rằng như Đại Liên. Ở nhà ba còn có trung úy công binh Dương Viêm, anh em đảo ngược lại là Diêm Vương, anh cũng là người đặt cho Sáu Hậu Hợi thêm cái tên quốc tế, Sáu Lục Xích, tức Sáu Việt Lục Tàu Xích Mỹ. Tại K2, Nguyễn Thành Tâm, thiếu tá quân nhu, Lê Thanh Hồng Vân, thiếu tá không quân, Trương Mạnh Hùng, thiếu úy, Trần Văn Thuyên, Nguyễn Đại Loại. Tại K3, Phan Phát Hiện, Trịnh Xuân Dẫn, thiếu tá thủy quân lục chiến. Tại K4, Giang Văn Hải, Phí Lê Hồng, Đặng Thế Tiến, tức Tiến Dế, Trần Kim Hải, tức Hải Bầu. Tại K5 có một lực lượng hành động đông tới 16 người, Tạ Trung Hải, trung úy trực thăng Hồ Viết Cảnh, thiếu úy thủy quân lục chiến Phạm Ngọc Đông, trung úy hải quân Nguyễn Văn Thuận, trung úy Dù Lưu Văn, trung sĩ an ninh quân đội Lê Hữu Dư, thiếu úy Dù Đỗ Trọng Thư, thiếu úy Nguyễn Hưng Long, tức Long Sữa, trung úy lực lượng đặc biệt 81 Nguyễn Ngọc Chuyên, Lôi Hậu, Nguyễn Thế Hùng, trung úy biệt động quân Đặng Xuân Bính, tức Bính Đại Hàng, trung úy biệt động quân Châu Đông Pha, trung úy pháo binh sư đoàn 3 bộ binh Nguyễn Văn Rạng, thiếu úy Dù, Đỗ Văn Trình, trung úy, sư đoàn 5 bộ binh, Trần Mạnh Tôn, trung úy sư đoàn 3 bộ binh, Trần Văn Lợi, trung úy hải quân và Ngô Hưng Trung, tức Trung Râu. Tại K1, trong đêm đầu có tới 3 Enten bị đánh nằm liệt, không đi lao động nổi, mặt mày sưng tù vụ. Bọn công an gọi lên hỏi tại sao mặt bị sưng như vậy. Cả ba đều nói rằng ban đêm đi cầu trượt chân té. Bọn công an không tin, đem nhốt cả ba vào Connex. Hôm sau lại đem cả ba ra hỏi nữa. Như đã có chuẩn bị trước, một anh nói là đã đánh nhau với anh kia. Công an lại hỏi anh thứ ba, hai anh kia đánh nhau còn anh thì sao? Anh ta nói ngay, còn tôi thì nhảy vô can, trời tối quá nên cũng bị đánh nhầm. Thế là cả bọn công an đành thả cả ba ra. Phương pháp trừng trị Enten tại K1. Cứ vào giờ ngủ mỗi đêm, một toán 4-5 anh em ban hành động tới từng nhà cho tắt đèn. Sau đó tới trước chỗ nằm của tên Enten, bắt anh ta quỳ xuống nghe đọc bản án. Sau đó đánh cho một trận, nặng hay nhẹ tùy theo tội trạng. Tại mỗi ban hành động các ca, các anh phụ trách ngoại vụ thường xuyên liên lạc với nhau hội họp, trao đổi ý kiến. Việc hội họp chỉ có thể bàn vào ban đêm, ban ngày truyền tin nhau bằng cách nói vối qua các hàng rào hoặc buộc tờ giấy vào một hòn đá trôi ném qua hàng rào. Ngoài những công tác trên, các buổi trình diễn văn nghệ bỏ túi với các chủ đề đấu tranh qua các bản nhạc chính huấn và các ca khúc được sáng tác trong tù.
Tại K5, anh em còn thực hiện được một tờ báo viết tay mang tên Đặc Sang Phá Xiềng. Bìa do Nguyễn Văn Tiên minh họa, các trang trong có các họa sĩ Tâm Đen, Ngọc. Nội dung gồm có quan điểm tư cách của sĩ quan trong trại tù, ba bản nhạc thơ và truyện ngắn. Đặc Sang viết tay rất đẹp, dày khoảng 80 trang, được trình bày và đóng rất khéo léo. Như một Đặc Sang in, khâu gáy bìa đàng hoàng và được truyền tay nhau từ nhà này sang nhà khác. Tất cả các hoạt động trên đây thêm vào đó là những chuyến đi du thuyết của các anh Dương Cự, Trần Xuân Rỉnh, Võ Văn Sáu, tức Sáu Hồ Hởi, đã kích động tinh thần anh em lên đến cao độ. Sự đoàn kết gắn bó giữa các tù nhân chính trị càng thấm thiết hơn bao giờ hết. Hào khí của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa dâng cao. Tất cả đã góp phần vào biến cố đêm Giáng sinh vùng dậy đầy khí phách, hào hùng, lịch sử có một không hai trong các trại tù cộng sản vào thời điểm đó. Trong bầu không khí tưng bừng như trên, anh em quyết định tổ chức một đêm văn nghệ đặc biệt Giáng sinh mừng Chúa ra đời tại K1 với sự phối hợp của liên trại. Để tránh tai mắt của bọn cai tù, anh em đồng ý chỉ đốt vài ngọn nến trên bàn thờ, cũng có thiết lập hang đá bằng giấy bùi và các tượng ảnh. Công trình làm hang đá, trang hoàng và nặng tượng Chúa do Trung úy Hải quân Đỗ Văn Nghĩa với sự trợ lực của Trung úy chiến tranh chính trị Nguyễn Văn Giờ, anh bé Tu Xuất, Nguyễn Văn Hoàng và Trần Xuân Rỉnh, còn phần đọc kinh nghi lễ do anh Trung, bác sĩ, phụ trách. Địa điểm là phía sau K1 giáp với K5. Chủ đề văn nghệ là hát cho quê hương với những bài ca chính huấn. Các bản tù ca được sáng tác trong tù như Kha Tư Giáo của Thiếu úy Lê Ngọc Diệp, Hát cho người 3 năm của Thượng sĩ Không Quân Thạch, Một lời nguyền, lời của Võ Hữu Quyền, nhạc Phạm Hoàng Long. Mặc dù anh em cố gắng không để gây ra tiếng động ồn ào, nhưng vì số người quá đông, trôi qua hàng rào liên tục, đôi khi quá hứng thú không kềm chế được tiếng reo vui và vỗ tay. Cho nên chương trình vừa diễn ra độ hơn một giờ thì bị động. Bất thần một toán ba tên công an võ trang từ cổng K1 ập vào. Thấy động, các anh em khác ca khác vội vàng trút lui chui qua hàng rào. Còn anh em K1 vẫn bình tĩnh ở lại tiếp tục cuộc chơi, nhưng chuyển qua nhạc thánh ca mừng Giáng sinh. Bọn công an xông lại bàn thờ, đập và ném đi tất cả tượng ảnh, máng cỏ xuống đất, miệng hò hét kêu giải tán và bắt đi ba anh đang phụ làm lễ là Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Văn Hoàng và Trần Xuân Rỉnh. Riêng anh Trung lọt sổ, anh Trung mang kính cận thị nặng, anh em gọi là Trung mù, có tài đệm guitar và hát các bản nhạc sáng tác sau 75 ở hải ngoại. Không biết làm sao anh có được, trong đó có bài Sài Gòn Giả Biệt, rất hay, rất xúc động. Khi bọn công an dẫn ba người bị bắt rút lui, một đám đông các anh em cũng bước theo chúng. Chúng có vẻ hoảng sợ, miệng hò hét bảo giải tán. Anh em vẫn tỉnh bơ, cứ bước theo áp sát chúng. Tên trại trưởng có vẻ luống cuống, miệng vừa hét, chân bước lùi, chĩa súng lên trời, nổ từng phát, cho đến khi lọt ra khỏi cổng trại. Liền đó, anh em ban hành động tập hợp, anh em lại quyết định liên kết cùng các ca, tổ chức ngay một cuộc biểu tình bất bạo động để đòi trả ba anh em bị bắt về. Tất cả 5 ca đồng thanh quyết định tập trung biểu tình ngồi trước sân trại của mỗi ca. Anh em đốt đuốc và đồng hát thánh ca đêm Giáng sinh. Điệp khúc đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời được đồng loạt ngân vang dội. Âm thanh bay vút lên cao, hào khí ngất trời. Bọn cai tù lo sợ ra mặt. Chúng hốt hoảng, lớp huy động lực lượng võ trang cơ hữu bao vây trại, đồng thời kêu gọi lực lượng biên hòa tăng viện với xe tăng rần rần bao vây trại. Bên trong, anh em nghe bọn công an vừa chạy rầm rập bên ngoài vừa chửi thề. Mẹ chúng nó, đứa nào cũng đạo cả. Chúng nó toàn hát Chúa cả. Chúng lại cho nổ vài loạt súng đại liên trà lên sát mái nhà nghe loảng xoảng, lửa sạc tung tóe, mảnh đạn văng khắp nơi, làm một anh ở K4 bị thương nhẹ. Tình hình thật là căng thẳng tột độ, e khó tránh khỏi đổ máu, nhưng tất cả anh em đều bình tĩnh, cứ tiếp tục hát bất chấp tiếng loa kêu gọi giải tán của bọn công an.
Anh em trong này cũng bắt lo giấy trả lời, kêu gọi nhà cầm quyền trại hãy thả ba người bạn ra, anh em sẽ giải tán ngay. Người cầm lo giấy là Trung úy Nguyễn Năng Hồ, ở nhà 7K1. Cuộc trao đổi qua lại một lúc, anh em ban đại diện liên ca họp lại, đưa ra quyết định cuối cùng, phát loa nói, đại tỏ thiện chí, anh em sẽ giải tán trước. Nhưng 15 phút sau, nếu ba người bạn tù không được thả ra, anh em sẽ tập họp biểu tình trở lại. Bọn công an đồng ý, độ 15 phút sau thì cả ba anh, bé, Hoàng và Trĩnh đều được thả ra, lúc đó vào khoảng 3 giờ sáng. Thế là quân ta đã toàn thắng. Bọn công an trả thù. Với thắng lợi của các tù nhân chính trị không có một tấc sắt trong tay, đã làm cho bọn công an vô cùng tức giận vì bị thất bại nhục nhã. Tên trưởng trại hung hãn của K1 bị bay chức ngay ngày hôm sau, thay thế bằng một tên khác có vẻ bản lãnh, nhiều kinh nghiệm hơn trong nghề. Bọn chúng bắt đầu ra đòn thù. Có lẽ vì phong trào chống Anten của K5 bộc phát quá mạnh, trừng trị các Anten ngay giữa ban ngày, nên đã bị bọn Anten nhận diện. Mặt khác, các anh em K5 lại công khai thành lập ban đại diện, nên bọn cai tù dễ dàng nắm trọn danh sách các anh em ban hành động. Sau đêm Noel độ 2 tuần, với lý do mời ban đại diện K5 ra bộ chỉ huy trại để thảo luận vụ tổ chức Tết năm 79 cho các anh em trại, bọn chúng khống chế và bắt đi anh em đợt đầu gồm có Trung tá Lê Kim Ngân, nha quân Pháp, Thiếu úy Đỗ Văn Trình, Thiếu tá Trịnh Tùng, Trung úy Dương Ngọc Anh, Đại úy Lê Hoàng Anh và Trung sĩ Lưu Văn. Ngay sau đó, bạn Trần Mạnh Tôn liền thông báo cho các ca khác biết. Một tuần sau, bọn công an lại bắt đợt hai. K5 gồm 6 người, Trung úy Phạm Ngọc Đông, Trung úy Lê Hữu Dư, Thiếu úy Trần Thế Dư, Thiếu úy Nguyễn Văn Thư, Trung úy Nguyễn Thái Hùng, Đại tá Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Cũng như lần trước, chiến hữu Tôn báo động cho các ca khác. Cũng trong đợt này, tại K1, chúng bắt Trung úy Dương Cử. Một tuần sau nữa, vào ngày thứ Ba, 23 tháng 1 năm 1979, nhằm ngày 28 tháng 12 âm lịch, bọn công an lại mời 12 anh em K5 ra bộ chỉ huy rồi bắt đưa về khám Chí Hòa, như các anh em đợt trước. Đợt này gồm có Tạ Trung Hải, Nguyễn Văn Rạng, Nguyễn Mạnh Quỳnh, Châu Đông Pha, Thiếu úy Rạng, Thiếu úy Quỳnh, Đỗ Trọng Thư và Trần Mạnh Tôn. Cùng trong đợt này, tại K1, chúng bắt Trung úy Võ Văn Sáu, tức Sáu Hầu Hợi. Chúng bịt mắt Sáu Hầu Hợi đưa lên xe bít bùng trước, nên không biết ai lên sau. Còn Trần Mạnh Tôn và các anh em K5 lên sau, nên trông thấy Sáu Hầu Hợi. Trước khi lên xe, tất cả cũng đều bị bịt mắt. Tôn lên trước ngồi sát bên Sáu Hầu Hợi, lấy tay bóp nhẹ vào đùi và nói nhỏ, chào anh Sáu, khỏe không? Khi lên xe, anh em không biết mình đi đâu. Chừng tới nơi anh em được mở mắt ra, mới hay mình bị đưa vào khám lấn Chí Hòa, giam ở khu ED dành cho các tù phạm chính trị. Diễn tiến màn bắt Sáu Hầu Hợi. Sau đêm Noel vùng dậy, bọn cai tù đã bắt được toàn bộ các anh em trong ban hành động bên K5. Nhưng tại K1 là nơi xuất phát, cầm đầu cuộc tranh đấu thì chúng chỉ bắt được Trung úy Dương Cử, vì bị bọn Anten bên các ca khác nhận diện là luật sư tòa án quân sự. Còn Sáu Hầu Hợi thì chúng được báo cáo qua các lần du thuyết, nhưng không biết ở ca nào và cũng không biết tên thật. Bọn Anten chỉ báo cáo hình dáng tráng cao, có ria mép và bị súng ba cái răng cửa. Chúng đã bắt hụt một lần ở K4 như đã nói ở phần trên. Bọn cai tù nghi rằng cái tên Sáu chỉ là biệt danh thôi. Cũng vì vậy mà có nhiều anh em tên Sáu, có ria mép, tráng cao hoặc súng răng bị mời lên bộ chỉ huy để bọn Anten nhận diện. Trong số này có anh Sáu Vinh, K1, nhưng tìm hoài vẫn không ra. Chúng bèn lập kế gian bẫy bằng cách ra thông báo rằng trại vừa thành lập toán nha khoa. Ai muốn chữa răng, trám hay nhậu răng thì ghi danh, trị miễn phí. Nhưng chờ hoài chẳng thấy ma nào tới. Cuối cùng chúng quyết định quăng một mẻ lưới, khám răng toàn thể các ca.
Đi theo toán khám trăng có hai tên anten cũng giả vờ chờ khám trăng ngồi ở một góc để nhận diện sáu hồ hởi. Ngày thứ sáu, 19 tháng 1, 1979, tới lượt chúng khám trăng K1. Từ sáng, anh em đã sắp hàng khám từng nhà. Bên cạnh nha sĩ có mấy tên công an và hai tên anten nói trên. Khi tới lượt sáu hồ hởi, hai tên này nhìn sáu hồ hởi rất chăm chú. Và khi sáu hồ hởi há miệng ra, thấy mất ba cái răng cửa hàm trên, tên nha sĩ cố tình xem xét cho kỹ. Sau đó y nhìn bọn công an. Bọn công an lại nhìn hai tên trói săn, hai tên này khẽ gật đầu. Anh em sắp hàng phía sau quan sát thấy rõ, biết sáu hồ hởi đã bị lộ diện, nhưng bọn công an vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cứ tiếp tục khám cho đến người cuối cùng. Trong số có hai tên anten, anh em nhận diện được là Trung úy Chiến tranh Chính trị Nguyễn Minh Quân, tức họa sĩ Nguyễn Quân, từng tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật Gia Định, cùng với Trung úy Hải quân Đỗ Văn Nghĩa, bạn của sáu hồ hởi. Thật ra, khi có tin khám răng toàn trại, anh em K1 đã biết ngay mục đích khám răng là tìm bắt sáu hồ hởi. Chiến hữu Nguyễn Văn Hoàng có chạy lại đưa cho sáu hồ hởi ba cái răng giả để mang vô, nhưng không vừa. Nhưng có lẽ vì bọn công an nghi sáu hồ hởi là người cầm đầu ban hành động K1, chúng đánh giá cao sáu hồ hởi, sợ bắt ngay sẽ gây phản ứng toàn trại, do đó chúng để cho trôi qua hai ngày, thứ bảy và chủ nhật yên tĩnh. Cho đến sáng ngày thứ hai, 22 tháng 1 năm 79, chúng báo cho nhà trưởng Trung úy Nguyễn Thành Trạng, gọi sáu hồ hởi lên bộ chỉ huy làm việc. Biết chuyến này kể như đi luôn, nên sáu hồ hởi bèn dặn dò anh bạn Hứa Tấn Đức, Đức Lục trong cái sắc Marine của anh, thủ tiêu các giấy tờ trong đó ngay. Chắc phen này anh đi luôn đó. Quả đúng như dự đoán, vừa gặp sáu hồ hởi, tên trưởng trại chỉ hỏi có một câu ngắn gọn: anh có phải là sáu hồ hởi không? Sáu hồ hởi khẽ gật đầu, biết có chối cũng vô ích. Hắn tiếp: anh ngồi chờ đây. Nói xong, hắn bỏ ra ngoài. Độ 10 phút sau, một tên công an mang cái xác của sáu hồ hởi tới. Hắn ném xuống sàn nói: anh kiểm soát đồ vật của anh em xem có thiếu món gì không? Sáu hồ hởi kiểm qua loa, biết ông em Hứa Tấn Đức đã thủ tiêu hết các giấy tờ. Thư từ nguy hiểm rồi nên rất an tâm. Tên công an sau đó đưa sáu hồ hởi tra nhốt trong thùng Connex ngay lối vào trại. Một số anh em bên trong trại nhìn thấy nên báo động cho các anh em khác theo dõi. Đã từng có kinh nghiệm sống trong các trại tù cộng sản, mỗi khi có anh nào mới bị nhốt vào Connex đêm đầu tiên và có thể các đêm tiếp theo, bọn cai tù thường mở Connex ra, vài ba tên ập vào đập cho tù nhân một trận giằng mặt. Theo thói quen, chúng thường đấm đá vào bụng. Do đó sáu hồ hởi đã chuẩn bị trước, mặc vào mình mấy lớp áo và quấn vào bụng cái áo lạnh bằng len và cái khăn tắm để phòng thân. Quả đúng như dự đoán, mới bắt đầu chập chọn tối, chúng đã mở màn khủng bố tinh thần bằng cách thỉnh thoảng 5-10 phút lại chọi đá hoặc giọng bắn súng vào bên ngoài Connex trầm rầm, làm ù cả tay người tù. Sáu hồ hởi phải xé vạt áo vo lại nhét vào hai tay, đồng thời chúng còn văn tục chửi đu mẹ bọn phản động. Chờ đến khoảng gần khuya, tiếng động bỗng ngưng. Sáu hồ hởi vừa chợp mắt được một lúc thì lại có tiếng giày lộp cộp, tiếng nói lao sao của bọn cai tù bên ngoài, rồi tiếng mở khóa lẻn kẽn. Sáu hồ hởi biết ngay chuyện gì sẽ đến, bèn ngồi dậy dựa lưng vào một góc chờ đợi. Cửa sắt bật ra, một ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt sáu hồ hởi. Một tên quát: anh kia, đứng dậy! Đã tới nước này rồi thì có sợ cũng vô ích. Sáu hồ hởi bèn đứng dậy la thật to, cốt để cho các bạn tù trong trại cùng nghe. Các anh định làm gì tôi đây? Bọn công an: chúng tôi làm việc, anh phải khai tất cả các đồng bọn của anh. Sáu hồ hởi liều mạng hét lên: các anh không được quyền đánh đập tôi, nếu các anh đánh tôi sẽ tự vệ. Bọn công an tỏ ra lúng túng trước phản ứng của sáu hồ hởi. Hắn nhắc lại: anh phải khai các đồng bọn của anh ra. Lần này sáu hồ hởi lại hét càng to: các anh không được phép đánh đập tôi sẽ tự sát, tôi sẽ tự sát. Như đã trình bày ở trên, cái Connex nhốt sáu hồ hởi đặt ngay cổng vào trại rất gần với nhà tù chừng 30 thước. Do đó tiếng la của sáu hồ hởi bên trong đã nghe. Có nhiều anh em còn thức bèn báo động.
Có tiếng la và nhiều bó đốt chạy tới chạy lui bên trong hành lang nhà tù. Anh em tụ tập bên trong lao sao. Thấy không xong, bọn cai tù sợ lại nổ ra biểu tình nữa, nên chúng bèn đóng cửa kho nát cái rầm, khóa lại rồi bỏ đi. Bên trong anh em xông xao một lúc rồi cũng giải tán, thật hú hồn. Thân mờ sáng hôm sau ngày thứ ba, 23 tháng 1 năm 78, cũng nhằm ngày đưa ông Táo về trời. Chúng bịt mắt Sáu Hồ Hởi đưa lên xe bít bùng chở đi. Và vì Sáu Hồ Hởi là người lên xe trước bị bịt mắt, nên không thấy còn có 12 anh em K5 cũng bị đưa cùng xe. Những anh em này cũng bị bịt mắt trước khi lên xe. Người ngồi kế bên là Trần Mạnh Tông, khẽ bóp vào đùi Sáu Hồ Hởi, nói nhỏ: "Chào anh Sáu, khỏe không?" Vào Chí Hòa, tất cả anh em đều bị nhốt ở khu ED dành cho chánh trị phạm. Tất cả đều bị cùm chân cho đến đêm giao thừa, bọn cai tù mới mở cùm ra. Vừa ra Tết ngày mùng 4, tất cả anh em, từng người một đều bị mời lên thẩm vấn ròng rã cả tháng trời mới được yên. Mỗi lần đi hỏi cung, chúng trùm một cái áo choàng màu đen từ đầu đến chân, chỉ chừa có hai con mắt. Anh em gọi mật hiệu là đi bay. Bọn công an cố truy lùng bắt thêm những anh em khác, nhưng không ai chịu bán đứng chiến hữu cả, rồi cũng hoài. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, bị biệt giam, Sáu Hồ Hởi một mình nhốt trong một căn phòng lầu 3, rộng khoảng 4 x 6 m. Trung tá Lê Kim Ngân và Dương Cự cũng một mình một phòng. Các anh em khác thì vài ba người một phòng. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, các anh em tù nhân chính trị cũng cố gắng để sinh tồn. Anh em phát minh ra nhiều cách để liên lạc với nhau, như dùng bánh bột mì vì an toàn bằng bánh bột mì luộc, có khi bo bo. Vo tròn thành viên có gắn một sợi chỉ dài, xe lại cho chắc, rồi bắn dưới khe cửa xuyên qua khe cửa đối diện. Hay hơi chết một chút, người bên kia nhận được và kéo sợi chỉ nhỏ lại, có nối theo một sợi dây khác chắc hơn. Sợi dây này rút ra từ tấm chiếu nằm rồi cũng xe lại. Đằng sau sợi dây là đồ tiếp tế, như đường, bánh kẹo, đồ ăn, thuốc uống hoặc thuốc hút là các món mới được thăm nuôi, đem san sẻ cho nhau. Giờ chuyển hàng thường vào buổi tối, bọn công an không ngồi canh ở cuối dãy hành lang. Có lần một anh cậu không chắc hàng mới đi được nửa chừng thì bị bung ra, vung vãi trên hành lang. Anh em phải nối dây kẽm dài rồi móc từng món vào. Cắt dây kẽm này anh em phải mất nhiều công phu, đánh đu lên tường, một tay thò ra ngoài tháo từ lớp kẽm ga giăng bịt khe hở độ một gang tay bên trên để cho ánh sáng và không khí lọt vào. Khi dùng xong lại leo lên để lại bên ngoài vòng kẽm gai, nên bọn công an không khám phá ra. Phương pháp truyền tin khác nữa là chỉ cần nhảy một phát là bám được xong cửa sắt nhìn qua phía hành lang bên kia. Anh em dùng sợi dây võng ni lông cột qua hai đầu song sắt, rồi ngồi vắt vẻo như đu võng. Người bạn phía bên kia cũng làm như vậy. Hai bên tha hồ đấu láo với nhau thoải mái. Hầu hết anh em đều được việc cổng cấp cho mỗi người một cái võng ni lông màu xanh, do trung cổng cung cấp khi mới vào tù ít lâu. Anh em có thể thò tay qua người ở phòng bên cạnh bắt tay nhau nhưng không nhìn được mặt như người đối diện. Đồng thời, anh em còn truyền đồ cho những anh em phòng bên cạnh bằng cách lấy sợi dây vòng cột một cái khăn ướt ở đầu hơi nặng, rồi quay vòng vòng cho người bạn bên cạnh thò tay ra bắt dây. Cuối sợi dây là quà gửi theo. Ngoài ra, anh em cũng có thể nói chuyện với nhau từ tầng trên xuống tầng dưới hay ngược lại, qua các khe nứt ở vách và sàn, hoặc qua ống nước ở bồn rửa mặt. Các ống nước này bọn Việt Cộng không cho dùng, đã tháo bỏ vòi vặn. Nghe cách này không được rõ lắm. Mỗi ngày các tù nhân được cấp cho một thau nước ấm để vệ sinh cá nhân và dội cầu. Nước này anh em cũng dùng để pha sữa uống với một cái ly nhựa. Lỗ thông cầu rất lớn, cả gan bàn tay, nằm hơi xéo thông thẳng vào ống chính nối liền 3 tầng lầu. Sau khi đại tiện xong, chỉ dội nước nhẹ là trôi mất. Có một cái nắp gỗ đậy miệng cầu. Anh em cũng dùng lỗ thông cầu này để chuyển hàng từ tầng trên xuống tầng dưới, hay ngược lại. Các món hàng được bọc kỹ trong mấy lớp bao ni lông, rồi cột vào sợi dây. Khi muốn chuyển hàng, người ở trên phải dọng chân xuống sàn, để cho người bên dưới chuẩn bị. Sau đó thòng dây xuống.
Người phía dưới thò dây kẽm gai cố uốn móc ở đầu vào lỗ cầu móc sợi dây. Khi móc được dây rồi thì giật nhẹ nhẹ sợi dây vài cái làm hiệu để người trên cầu hàng thả xuống. Khi người ở dưới muốn chuyển hàng lên trên thì cũng leo lên gần sát trần nhà, đập vào trần nhà làm hiệu để bên trên chuyển dây xuống. Phương pháp này có lần bị trục trặc. Có một anh tham quá cột nhiều hàng quá tải. Khi kéo lên, bị kẹt vào ống dẫn chính, chỉ kéo được sợi dây lên. Anh ở trên cố dùng sợi kẽm gai để móc hàng lên, nhưng càng móc thì các gói hàng lại bị vỡ ra. Không ngờ gạo lứt bích chi gặp nước càng nở nghẹt ống dẫn, làm nước không còn lưu thông được. Qua ngày hôm sau, nước nghẽn dâng ngập cầu, hôi hám kinh khủng. Anh em phải báo động, bọn công an đem máy vào thông cầu. Chúng cũng không hiểu tại sao cầu bị nghẹt. Ồ, ông này nói dốc dễ sợ luôn. Điều may mắn cho các anh em tù nhân chính trị. Trên sát trần nhà, mỗi phòng đều có một khoảng trống hẹp cho không khí và ánh sáng lọt vào. Bọn Việt Cộng cho giăng nhiều lớp kẽm gai. Chim xe sẽ làm tổ ngay trong đám kẽm gai này. Cho nên chim và trứng chim cũng là một món thực phẩm tươi quý giá. Chỉ cần vặt lông rồi nướng bằng giấy, thịt chưa đủ chín cũng sôi ngon lành. Còn trứng thì hấp tươi, thằn lằn và chuột cũng là món ăn cao cấp. Lũ chuột ở Chí Hòa rất to và rất sạch, cứ tối đến chúng mò vào. Quân ta rình nằm giả vờ nhắm mắt, chuột rất khôn khi vừa chui vào cửa. Chúng đứng im chờ xem động tĩnh. Khi tưởng mình đi ngủ rồi, chúng mới mò lại chỗ để đồ ăn. Anh em liền ngồi dậy lấy mền bịch dưới khe cửa ra vào. Sau đó là một màn tập thể dục, trượt đuổi con mồi chạy vòng vòng. Khi chụp được chuột, nó kêu lên ồng ọc như con heo. Làm thịt con mồi này tốn rất nhiều giấy. Dao thì đã có miếng sắt nắp hộp sữa được mài bén. Miếng nắp lon sữa này lấy từ hộp sữa thăm nuôi. Bọn cai tù khôi dùng một vòng nửa mặt hộp. Khi dùng hết hộp, ta bẻ miếng nắp cất giấu. Chị giao hộp không cho cai tù. Chúng không để ý khi vớ được con mồi như vậy. Anh em cũng kêu gọi các bạn láng giềng góp giấy làm củi và chia mỗi người tẩm bổ một ít. Bọn cai tù cho phép giữ quẹt diêm để hút thuốc. Để tiết kiệm, mỗi diêm quẹt anh em chẻ ra làm hai. Ông nội này nói chuyện sao vậy, chuột ở trong tù mà chuột sạch. Ngoài ra, anh em hàng ngày còn có giờ gọi là lên đài. Mỗi chiều tối khi bọn công an đóng các cửa cầu thang và trút đi, anh em liền cọc dây võng lên cánh cửa, ngồi toàn ten gọi nhau ơi ới, nói chuyện huyên thuyên rồi ca hát thật vui vẻ. Và đó cũng là giờ thông tin liên lạc hoặc gửi quà cho nhau. Anh em cũng tổ chức canh chừng bọn công an đột xuất khám xét, nên dùng các miếng kính hướng về các cầu thang, hãy trông thấy bóng chúng xuất hiện là tan hàng ngay. Trong thời gian này, anh em cũng phát hiện thêm một số nhân vật không thuộc trại tù xối máu như Tiến sĩ Trần Văn Nam, biệt hiệu ông Bo Bo, Nguyễn Kính Nghĩa, chính trị kinh doanh, biệt hiệu Ánh Sáng, Linh Mục Nguyễn Ngọc Nguyện, biệt hiệu Salem, Bena Trần Văn Trung, trung úy không đầu hàng kéo quân vào rừng bị bắt ở Long Khánh, và một người cộng tác với tình báo Mỹ biệt hiệu Ái Hoạt Nhân, và có cả viên phó đại sứ Nam Hàn. Xin nói thêm, các anh em trong tù khi liên lạc với nhau thường dùng một biệt hiệu riêng. Cố anh thì Alpha, Tango, Victor, Angola, Mickey, v.v. Sau khi vào khám Chí Hòa độ 5 tháng, bỗng một hôm nghe có nhiều tiếng chân rầm rập ngoài hành lang. Anh em nằm xuống nhìn qua khe cửa. Mới hay bọn cai tù vừa bắt thêm một số anh em mới, từ xối máu đưa lên. Ít hôm sau, anh em bắt liên lạc được mới hay sự việc. Nguyên sau khi bọn công an xối máu bắt được 6 hồ hởi, chúng bèn cho tất cả 5 ca lên lớp, có đặt lo phóng thanh lên án nặng nề 6 hồ hởi và cho hay tên phản động 6 hồ hởi giờ này đang ở cách xa đây 2.500 cây số. Ý nói 6 hồ hởi bị đưa ra bắt để khủng bố tinh thần anh em. Rồi sau đó chúng lại tung tin 6 hồ hởi đã chết rồi. Chúng đã cố tìm bắt thêm anh em nữa nhưng không được. Cuối cùng, chúng cho mở ra 2 đợt học tập đặc biệt. Chúng tuyên bố rằng đợt học tập này được coi là sự thử thách lần cuối cùng. Anh nào chịu thành khẩn khai báo học tập có tiến bộ lập tức sẽ được tha về với gia đình. Đợt học tập đặc biệt này anh em mỉa mai gọi là khóa học Okinawa.
Chúng chia trại ra làm hai toán để học hai đợt. Đợt một, các anh em tù nhân chính trị được phát cho mỗi người một tờ giấy với những câu hỏi như ai là người cầm đầu trong trại, ban hành động gồm những tên nào, vai trò từng tên và có tên nào là CIA không. Sau đợt một, bọn công an giữ lời hứa cho thả một số anh. Thực ra, những anh em này đã có danh sách được thả về từ lúc còn bọn bò xanh, nhưng vì vụ bàn giao nên bọn bò vàng cho giữ lại. Những anh này thuộc thành phần khoa học kỹ thuật, như bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ và các thành phần giáo chức biệt phái vân vân, chỉ đi tù có 3 năm. Phần 1 đến đây đã chấm dứt. Bà con cô bác mình chưa nghe có đoạn nào nói đến sự thật về câu chuyện của một Việt Cộng nằm vùng. Xin bà con mình nghe tiếp tập thứ 2 sẽ rõ.